Sao nữ phim Harry Potter mặc váy đặc biệt? Emma Watson có thể bị thương nếu cúi người xuống thấp khi diện chiếc váy được cố định bằng vật nhọn phía bên trong. Emma Watson mặc bộ váy quay được cố định bằng những vật nhọn bên trong, tạo nên tổng thể lạ mắt nhưng cũng có thể gây nguy hiểm cho chính cô. Trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng nếu không cẩn thận, diễn viên Harry Potter dễ bị thương khi cúi người xuống trong bộ đồ này. Nhiều fan cho rằng họ sẽ phải cân nhắc và bắt nhà sáng tạo phải ký hợp đồng bảo hiểm nếu như muốn khách hàng mua sản phẩm này. Trong khi đó, nhiều người đùa rằng Watson đang diện trang phục không trọng lực hoặc sử dụng Wingardium Leviosa, một trong những câu thần chú nổi tiếng nhất ở phần phim Harry Potter and the Philosopher's Stone để khiến đồ vật bên trong váy bay lên. Vốn gắn liền với phong cách thanh lịch, sang trọng và chỉ thỉnh thoảng mới gợi cảm, Watson trong lần phá cách mới đây đã thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu. Theo Basic, chiếc váy độc đáo của Watson là thiết kế nằm trong bộ sưu tập mùa xuân 2023 của Loyal. Khi xuất hiện trên sàn diễn, bộ cánh được giới mộ điệu để mắt. Cái tên của Loyal quá nổi tiếng với những tuyên bố thời trang kỳ lạ. Kendall Jenner từng gây tranh cãi khi mặc áo khoác bomber phồng to, bị ví như bộ phận sinh dục nam. Bộ áo ngực hình bong bóng được mặc bởi Gabrielle Union và Emma Corrin cũng đều do nhà mốt này thiết kế. Hồi tháng 3, Harper's Bazaar đưa tin người mẫu Emily Ratajkowski khuấy động Paris Fashion Week khi mặc bộ cánh lấy cảm hứng từ hoa của cây hồng môn.